Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Ngay sau đây sẽ là những tin tức không thể bỏ qua. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực sai sót trong công tác đặc xá. Thủ tướng yêu cầu bảo đảm công tác đặc xá thực hiện an toàn, công khai, minh bạch theo quy trình chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng điều kiện, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của phạm nhân, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực sai sót. Ngày 7 tháng 8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2024. Công điện gửi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Xóa bỏ mặc cảm đối với người được đặc xá. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an làm tốt chức năng tham mưu, thường trực cho Hội đồng tư vấn đặc xá có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ do Bộ Công an quản lý, đồng thời đôn đốc hướng dẫn kiểm tra các bộ ngành địa phương, triển khai thực hiện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Hội đồng Tư vấn đặc xá xem xét. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo chặt chẽ việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý. Thủ tướng đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án Nhân dân, Tòa án quân sự ca cấp, chủ trì việc xét đề nghị đặc xá cho người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin đầy đủ nội dung các văn bản về đặc xá năm 2024 để mọi người dân và các phạm nhân hiểu rõ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét đặc xá từ đó họ có thể tự bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình tự đối chiếu giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng tránh nhầm lẫn sai sót đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp các ngành các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân xóa bỏ mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng các bộ ngành cơ quan liên quan có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, tổ chức phổ biến, quán triệt, bảo đảm công tác đặc xá, thực hiện thống nhất, an toàn, công khai, minh bạch, theo quy trình chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng điều kiện quy định pháp luật. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót. Giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành, chỉ đạo các ngành, các cấp, phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quân chúng, thực hiện nghiêm túc quyết định về đặc giá năm 2024 của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc giá. Trong đó, các địa phương chỉ đạo các sở, tư pháp, lao động thương minh và xã hội, y tế và Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy chứng nhận, xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá. Các tỉnh thành chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp với mặt trận tổ quốc, các cơ quan tổ chức kinh tế, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả nghị định số 49/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời tiếp tục theo dõi quản lý giáo dục, giúp đỡ dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng ngoài ra thủ tướng cũng lưu ý các tỉnh thành chỉ đạo giám đốc công an cấp tỉnh phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục và giúp đỡ người đặc xá nắm chắc tình hình diễn biến của số người được đặc xá về cư trú tại địa phương không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội xử lý kịp thời nghiêm minh những người có hành vi tái phạm tội và vi phạm pháp luật Thủ tướng giao Bộ Công an, cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc giá có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn Đặc giá. Công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc giá năm 2024 Sáng ngày 2 tháng 8, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc giá năm 2024 của Chủ tịch nước. Phó chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết, đặc giá là một trong những chế định pháp lý quy định tại Hiến pháp được thể chế hóa bằng luật đặc giá từ năm 2009 đến nay. Nhà nước Việt Nam đã tiến hành 9 đợt đặc giá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, đặc giá cho hơn 92.000 phạm nhân, có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt, trở về với cộng đồng, xã hội. Ông Phạm Thanh Hà nhấn mạnh kết quả các đợt đặc xá đã đảm bảo các yêu cầu chính trị pháp luật nghiệp vụ đối ngoại được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao việc đặc xá đã tiếp tục khẳng định chủ trương chính sách nhất quán của đảng và nhà nước việt nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người một cách công bằng bình đẳng cho tất cả mọi đối tượng công dân kể cả những người đang chấp hành án phạt Hàng chục nghìn người đã hưởng niềm vui được khoan hồng, sớm trở về đoàn tụ với gia đình, sẵn sàng để làm lại cuộc đời. Phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống làm ăn lương thiện. Tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất thấp, đó chính là dấu ấn nhân văn lớn nhất của chủ trương đặc xá, phản ánh rõ nhất ưu tiên, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong mọi chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chia sẻ. Ông Hà cho biết, ngày 30 tháng 7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định về đặc xá năm 2024 nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2024 và 70 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2024. Theo quyết định đặc xá năm 2024, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù trung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn cần đáp ứng 7 điều kiện để được xem xét đặc xá. Một trong số đó là người bị kết án phạt tù về các tội tham nhũng buộc phải thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác. Tại họp báo, Báo chí đặt câu hỏi về việc liệu có thể ước tính số lượng phạm nhân phạm tội tham nhũng đủ điều kiện được xem xét đặc xá năm nay. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, hôm nay mới công bố quyết định về đặc xá. Bước tiếp theo, các cơ sở giam giữ sẽ giả soát để xác định phạm nhân nào đủ điều kiện theo quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Vì vậy, thời điểm này chưa thể xác định có bao nhiêu phạm nhân phạm tội tham nhũng được đặc xá. Con số chính xác sẽ được công bố vào thời gian tới. Báo chí cũng hỏi về trường hợp cựu bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh bị tuyên án 3 năm tù trong vụ án Việt Á có thuộc diện được xem xét đặc xá năm nay. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, ông Chu Ngọc Anh hiện đang chấp hành án tại trại giam của Bộ Công an, được đối xử bình đẳng như tất cả các phạm nhân khác, nếu đủ điều kiện sẽ được xem xét đặc giá. Về phạm nhân là người nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết theo thông báo của các cơ quan chức năng, thì hiện có khoảng 643 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài đang chấp hành án tại các cơ sở trại giam ở Việt Nam. Sau khi giả soát hồ sơ, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ có thông báo cụ thể những phạm nhân có quốc tịch nước ngoài được đặc giá đợt này. Ông Ngọc cho biết thêm, năm 2022, có 16 phạm nhân quốc tịch nước ngoài được đặc xá, còn năm 2021, có 21 phạm nhân.